Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà giảm giá nằm trên trục đường nhánh đường Tân Chánh Hiệp 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp 10, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mặt tiền mà hôm nay nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 17m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 5 phòng ngủ chính cũng như 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Thế Trạch và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế theo kiểu phong cách Roma với phía ngoài mặt tiền được anh chị nhà đắp cũng như trang trí cho mình rất là nhiều những hoa văn chỉ nổi và hệ thống đèn chiếu sáng cũng như lan can thì mình được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp. Và với căn nhà mặt tiền đường thì thuận tiện đến nhà mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Và với căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá lên đến gần 2 tỷ thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thế nên ta liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem cũng như để khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mặt tiền đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh, cần bán trước Tết. Và đây là khu vực phía bên ngoài, mình có một con đường rộng lên đến 10m, một con đường thông thuận tiện để kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề và với căn nhà có vỉa hè cũng như thuận tiện để cho quý khách hàng kinh doanh. Và căn nhà mình thì với bề ngang căn nhà mình lên đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 17m và được xây dựng gần hết đất cho nên là không gian phòng khách, phòng bếp cũng như phòng ngủ căn nhà mình rất là rộng. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu nhà về căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh này. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một khoảng vỉa hè khoảng độ 2m để mình để xe gắn máy. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt cắt CNC rất là đẹp và sơn nhũ đồng. Cũng như di chuyển vào bên trong một chút, mình có thêm một bộ cửa 4 cuốn ở phía bên trong để bảo vệ cho căn nhà. Và với hai lớp cửa được anh chị chủ nhà thiết kế đưa ra phía ngoài này thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và nếu gia đình mình có nhu cầu kinh doanh buôn bán thì mình kinh doanh khu vực ở dưới tầng trệt thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế có tầng lửng cho nên là rất là thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường được anh chị nhà ốp gạch đá lên cao lên khoảng 1,5m và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng cũng như những cái mảng trần thạch cao trang trí rất là đẹp, hệ thống đèn chùm. Và đây là khu vực không gian dưới tầng trệt của căn nhà. Nếu gia đình mình chưa có nhu cầu để xe hơi cũng như chưa có nhu cầu kinh doanh thì mình có thể làm phòng khách ở dưới tầng trệt này, rất là rộng rãi và thoáng mát. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà mình. Thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và mặt đá hoa cương, đá nhập khẩu Ấn Độ. Lan can thì được làm bằng kính cường lực 10 ly và di chuyển vào bên trong là khu vực không gian phòng bếp ở phía sau căn nhà. Với không gian phòng bếp căn nhà mình thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Và không gian phòng bếp được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và thoáng mát. Mình có đóng thêm một cái tủ rượu ở phía bên tay trái để mình có thể trưng bày những chai rượu. Và đây là khoảng không gian phòng bếp căn nhà mình, có khoảng không gian rất là rộng để mình để tủ lạnh, mình để tất cả các loại tủ lạnh vào bên trong căn nhà mình rất là rộng rãi. Và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng cũng như những cái mảng chỉ hoa văn trang trí rất là đẹp. Và kế tiếp là mình sẽ có một cái nhà vệ sinh và một khoảng sân ở phía sau căn nhà, khoảng lùi xây dựng phía sau. Và khoảng sân này, khoảng nhà vệ sinh này cũng được anh chị nhà ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và thoáng mát. Và mình có khoảng sân ở phía sau cũng được anh chị nhà thiết kế cho mình có một bộ cửa ở phía sau để mở ra khoảng sân bên ngoài để mình trồng cây cũng như phơi đồ ở phía sau nếu gia đình mình có nhu cầu. Và khoảng sân này thì rộng lên đến 1m. Đối với chị nhà thiết kế rất là thoáng và rất là mát. Và khoảng lùi xây dựng này thì phía trên đối với chị nhà mở cửa sổ ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế có hai hệ thống máy giặt, một cái dưới tầng trệt
và một cái phía trên sân thượng để thuận tiện cho gia đình mình có nhu cầu phơi đồ ở phía bên dưới hoặc là phía bên trên sân thượng, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và với căn nhà mặt tiền đường và đang được anh chị chủ nhà giảm giá gần lên đến 2 tỷ đồng, thì căn nhà này bây giờ chỉ còn lại là 7 tỷ 700 triệu đồng. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, căn nhà mặt tiền đường, thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem một căn nhà mặt tiền đường đang có hướng là hướng chính bắc của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, và thuận tiện cho khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, thì chị mình có tên mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và với căn nhà được anh chị hỗ trợ qua ngân hàng, nếu gia đình mình có nhu cầu cần vay thêm ngân hàng thì chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình với mức vay tối đa căn nhà lên đến giá trị đến 6 đến 80% giá trị của căn nhà này. Và đây là khu vực không gian tầng lửng của căn nhà. Nếu gia đình mình có nhu cầu để xe hơi ở phía bên dưới hoặc kinh doanh buôn bán ở phía bên dưới thì phòng khách mình sẽ di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Bên trên không gian phòng khách tầng lửng căn nhà mình thì phía sau cũng được anh chị nhà mở cho mình có một bộ cửa bốn cánh ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Với không gian phòng khách ở tầng lửng rất là rộng, và khu vực này thì mình có thể quan sát xuống ở phía bên dưới rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, và với hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp, và với những cái mảng chỉ nổi trang trí cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà, mình sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì quý hàng đang xem video nhưng đang quan tâm đến căn nhà mặt tiền đường thuộc đường nhánh đường Tân Chánh Hiệp 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì quý hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến nói nhà đi xem. Một căn nhà mặt tiền đang có bề ngang lên đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 17m và được xây dựng gần hết đất, rồi được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp, khu vực để mình kinh doanh buôn bán, gara để ô tô, và mình sẽ có tới 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc phù hợp trước nhà hàng thuộc mình ở Đông Tứ Trạch, và căn nhà mình thì nằm trên trục đường nhánh đường Tân Chánh Hiệp 10, rất là gần với lại quận Gò Vấp, và chỉ cách quận Gò Vấp tầm khoảng độ 5 phút đi xe gắn máy thôi, và chỉ cách ngã tư cầu vượt Tân Thế Hiệp cũng như quốc lộ 1A chỉ tầm khoảng 3 phút đi xe gắn máy thôi, rất là gần. Và với căn nhà mặt tiền đường thì thuận tiện với nhà hàng mua ở và kinh doanh cũng như về trung tâm cũng như sân bay của thành phố rất là gần. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm khoảng độ 15 phút, và mình về trung tâm thành phố tầm khoảng độ 20 đến 25 phút. Với căn nhà mặt tiền đường và với một cái giá anh chị đang cần tiền bán trước Tết để trả tiền cho thợ thầy cũng như anh chị đưa ra một cái giá rất là mềm. Anh chị giảm sau hai lần giảm giá anh chị gần lên đến 2 tỷ đồng. Thì bây giờ căn nhà này chỉ còn lại có 7 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng thôi. Cho nên quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem, cũng như để quý hàng mua ở và mua đầu tư, mua đi bán lại cũng như cho thuê rất là tuyệt vời. Với căn nhà chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý hàng đã sở hữu căn nhà mới vừa được xây dựng xong và cũng mới có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và sổ hồng thì đang được anh chị chủ nhà cầm tay cho nên mình có thể là mua bán cũng như công chứng về nhận nhà vào ở ngay. Với căn nhà mặt tiền đường được thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Đây là khu vực không gian phía bên trên lầu 2 của căn nhà, thì toàn bộ sàn căn nhà mình được lát gạch đá bốn kính 80 mỗi lầu. Mình sẽ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh sử dụng rất là thuận tiện, và toàn bộ nhà vệ sinh căn nhà mình thì được sử dụng với hệ thống lavabo bàn cầu cao cấp, vòi sen thuyền, vòi sen tắm massage, và với không gian phòng ngủ phía sau thì đều có cửa sổ bốn cánh mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Di chuyển lên phía bên trên sân thượng thì mình sẽ có một cái phòng ở phía trước rất là rộng, được các chủ nhà thiết kế để gia đình có nhu cầu làm phòng phòng thờ, phòng tập thể dục rất là thuận tiện. Và phía sau căn nhà mình là khu vực phòng giặt cũng như sân phơi, cũng được các chủ nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng và có gắn khung bảo vệ và
Với căn nhà được thiết kế có hai giếng trời, một cái ở phía sau căn nhà và một cái ở phía khu vực cầu thang, rất là thoáng và rất là mát. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 5 của căn nhà. Và phòng này thì anh chị thiết kế để gia đình có nhu cầu làm phòng ngủ hoặc là phòng sinh hoạt chung, phòng thờ, phòng tập thể dục, cũng như phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng karaoke rất là thuận tiện. Thì với nhu cầu cũng như sử dụng của căn nhà mình lên đến 5 phòng, thì quý hàng cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thế nên ta liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem một căn nhà mặt tiền và đang được anh chị chủ nhà giảm giá rất là mạnh này. Sau hai lần giảm giá thì gần như là lên đến 2 tỷ đồng. Căn nhà này bây giờ chỉ còn lại hơn 7 tỷ một chút xíu thôi. Với căn nhà mặt tiền đường thuận tiện đến quý hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.